Thì mình giới thiệu với một người chị, mà người chị này mình nghĩ là chắc chắn mấy bạn kia của mình cũng đều sẽ biết người chị này là ai. Chào các bạn, mình là Chúa đây. Sáng nay thì khi mà mình dắt bé gấu đi dạo thì mình có nhận một tin nhắn từ ngân hàng. Đó chính là lương của bà Sunny ngày hôm nay về rồi. Hồi nãy thì mình có mới rút tiền cho bà Sunny. Chắc là lên thông báo cho bà thì bà sẽ mừng lắm. Nhưng mà mình cũng nghĩ ra một cái trò tròn liên quan đến số tiền của bà. Trò tròn này là gì? Các bạn hãy coi đến cuối clip này nha. Và nhớ like video clip này thiệt là nhiều nếu các bạn muốn mình quay mấy video mà tròn Sunny nha. Like thiệt là nhiều nha các bạn. Và comment bên dưới cho mình biết nha. Nãy giờ đi chơi, đi dạo vuông gấu. Dương sao mặt đơ vậy con? Nó đang nhìn mấy con chim. Nó đang định bắt chim các bạn à. Bye, have a great time. Rồi, về con ơi. Đi về nha. Nắng rồi, giờ này nắng lên rồi. Đi về với mẹ nè. Đi. Trái. Để bấm bát nhà. Thôi cái này không cho mấy bạn coi được đâu. Hello. Hôm nay bà đi đâu mà make up đẹp vậy? Em chuẩn bị đi uống cà phê với bà. Mới sáng sớm mà đi uống cà phê vậy bà? Bây giờ mấy giờ rồi còn sáng sớm nữa. Ngày hôm nay có một tin vui dành cho em. Dạ. Hồi sáng ngày anh thấy điện thoại của em báo là tiền lương về nên nên anh đi rút tiền giùm em luôn. Ủa, rút tiền giùm em. Tiền người ta đi rút. Đúng rồi, tôi thích vậy. Cái tiền rồi biết gấu ơi. Nhưng mà em biết tiền lương của em về tháng này nhiêu không? Không biết. Em thấy cái bóp to bự không? Thử mở ra đếm coi bao nhiêu. Đây, banh ra đi. Đây, cái này là tiền của bà nè. Nhiều ghê mấy bạn, một đống tờ luôn. Để mình đếm thử lại bao nhiêu tiền nha. Anh thường anh rút cho chẳng không à. Má vô coi mặt thái độ vậy. Trời mát quá à. Nghe có rồi. Cái mùi gì đó nó vào ở đây ta. Thôi mấy bạn ơi, 10 triệu. Giờ 10 triệu này á, giờ em định làm gì? Mình sẽ làm gì ta? Hôm nay mình sẽ rủ bạn mình đi shopping nè. Xong rồi đi ăn tối nè. Tối nay dẫn tôi đi ăn Hai Di Lao đi bà. Ủa? Ai cũng có tiền, người đó tự đi ăn đi chứ tự nhiên bị dắt đúng không biết không? Trời ơi, chứ giờ công tôi rút tiền giùm bà dẫn tôi đi ăn Hai Di Lao học được không? Không ai mượn luôn mấy bạn thấy không? Không ai mượn tự nhiên tiền của mình đi rút xong rồi bây giờ kể công. Con thấy mẹ con không? Ba rút tiền giùm mẹ con mà giờ ba kêu mẹ con dẫn đi ăn Hai Di Lao mà mẹ không chịu dẫn. Hai Di Lao. Buồn thiệt chứ. Thôi. Ăn chưa? Ở đó có tiếp một thảy mì nhìn rất là hấp dẫn. Mình muốn đi ăn cái chỗ đó lâu lắm rồi mấy bạn, nhưng mà tại vì mình vẫn chưa có cơ hội đi ăn. Để coi bây giờ. Thôi coi chừng trễ giờ của em á. Mình sẽ có tiền ở đây để mình đi uống cà phê trước đã. Tại vì biết sao không, mình rất là kiểu đi ra ngoài đường ở Sài Gòn mình rất là sợ bị nhúc. Giờ tí đi mua về cho anh Ly nha. Ly gì? Mua anh Ly Starbucks đi. Có tiền tự mua. Thôi, bé gấu ở nhà. Bé gấu ở nhà chơi với tôi. Bà đi và cho bé gấu đi theo rồi. Tôi ở nhà một mình cô đơn lắm. Hôm nay tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay tôi cô đơn. Yeah. Thôi giỡn thôi, không được đi đâu. Thôi tôi đi nha. Ok, bye bye giờ yêu. Gấu ơi, mẹ hết thương ba con mình rồi. Gấu ơi, mẹ đi chơi với bạn rồi. Mẹ có chăn quên đèn rồi. Mẹ hết thương ba con mình rồi. Mang dậy tới mua tôi ly Starbucks nha. Dạo này Starbucks có một cái ly Frappuccino gì chip cái ly mà bữa anh mua cho em ly 115.000 á. Đi tính mua cho anh nha. Các bạn nào mà có bạn trai thì sẽ biết cái cảm giác được mang dậy nó thích như thế nào.
gấu. Con hửi thử chân mẹ con coi. Đây đây. Hửi thử chân mẹ con coi. Chân mẹ con thú quắc nè. Chân mẹ con thú quắc nè. Ok, papa biết gấu. Mình uống cà phê với bạn đây. Này các cháu, đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để ở đâu? Các bạn ơi, trong lúc mà bả đi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho anh bả đóng xe nha. 1 minute 37 seconds later. Ok mấy bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi ăn trưa và uống cà phê à, tại vì mình có thể với một người chị mà người chị này mình nghĩ là chắc chắn mấy bạn UK của mình cũng đều sẽ biết người chị này là ai. Và tí nữa mình sẽ đến trung tâm thương mại để ăn Haidi Lao và uống cà phê ở đâu đó. Các bạn ơi, mình đã trở lại đây thì hồi nãy các bạn cũng thấy là Sunny đã đi rồi. Và trong lúc Sunny đi á, thì mình có gọi điện kêu Sam xuống quay cái clip này cho mình. Thì như các bạn thấy là hồi nãy mình thấy bà giấu tiền ở đây. Bà để tiền ở trong cái hộp tủ này. Tiền lương YouTube Sunny mới về em 10 triệu. Kênh YouTube của Sunny nhỏ mà, ít phải rồi ba. Đâu phải kênh YouTube như anh đâu. Anh tầm 15 triệu. Anh tầm 15 triệu. Sứ mệnh của tôi là làm sao để có thể điêu được 7-8 triệu một tháng. Bắt đầu mình sẽ lấy cái số tiền này, mình đóng băng lại. Bây giờ mình sẽ bỏ cái tiền này lại và mình sẽ cột lại. Bỏ nước đá bỏ vô tủ lạnh hả? Đúng rồi, đó, bỏ nước đá bỏ vô tủ lạnh. Tí bả về á, mà bả thấy tiền bả ở đâu á, mình chỉ là bả hành nước đá trong tủ lạnh thôi. Bả hành nước đá trong tủ lạnh thôi. Chắc lúc đó bả sẽ tức chết. Đây, cục này là 10 triệu tiền của Sunny. Này là màng bọc thực phẩm thì mình sợ là tiền bỏ vô đá lạnh quá thì nó sẽ bị biến chất, hay là nó mấy tiền bỏ vô đá nó có bị biến gì không ta, biến dạng gì không? Thôi, mình sẽ cuốn này. Cuốn tới khi nào mà nhìn từ xa không thấy cái màu tiền nữa thì thôi. Mặc dù mình biết là trò chơi này nó hơi mất dạy một tí nhưng mà lâu lâu phải cho anh bà Sunny chứ. Cho bà nhớ đời. Nên những bạn nào mà thích mình quay mấy cái clip cho anh John Sunny á, comment bên dưới và hãy like video clip này thiệt là nhiều nha. Mình sẽ cuốn nó lại thiệt là chặt luôn. Mình đã chuẩn bị màn John này rất là đặc biệt nên mình chữ đá mấy ngày hôm nay. Giờ bỏ đá vô nha, cho nước nó đông nhanh. Mình không biết bà đi uống cà phê mấy tiếng nữa, lỡ bà về sớm quá nó chưa đông kịp thì mắc công lắm. Đó, kiểu nó như thế này. Các bạn lại đây coi. Thì cục tiền nó nằm ở đây. Một tí nữa bà không bao giờ lấy được cục tiền cả, trừ khi là phải chờ nó gã đông hết. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đóng tủ lạnh lại nha các bạn. Các bạn ơi, thì hiện tại mình đang ở Raisin Mall để mình đi ăn Haidi Lao. Nhưng mà đã đông quá, mình đang chờ chị tới và mình đang lấy 2 ly nước và một cây kem. Ở đây mình có cái kem như hấu thì ăn thử. Và tí nữa mình sẽ ưu tiên cho mình làm móng. Trời ơi, đông lắm luôn các bạn ơi. Thì hồi nãy mình có nói là mình có hẹn đi ăn với một người chị. Thì người chị đó chính là chào sang đi cùng chơi xin gây nì. Wow, hào sang nì. Chị ơi, xô xô. Tụi mình đi ăn ở Haidi Lao nhưng mà chờ hơi bị lâu mấy bạn. Có buồn lắm rồi, chị đó buồn chưa? Một tiếng rồi. Chờ một tiếng rồi mấy bạn, đi ăn trưa mà cực khổ quá. Đồ ăn đã ra rồi mấy bạn ơi, thì bây giờ tụi mình sẽ là ăn thôi. Cái trời nãy giờ cũng đói lắm rồi. Thôi, thôi đi. Wow. Trời, miếng ngoài đẹp quá mấy bạn, mình cũng muốn uống quá. Bữa nay mình phải kêu anh chuối là đi qua đây ăn lại xong rồi làm cái phòng riêng cho mình để mình muốn mì. Mình muốn mời cho mấy bạn xem của mình. 1 hour later. Ok mấy bạn ơi, thì hiện tại mình đã đi ăn về rồi nè. Và mình có mang cả đồ về cho anh chuối nữa. Thì trong đây là một ít thịt bò và những đồ ăn vặt ở Haidi Lao. Còn đây là mình mua cho ổng thêm một ít Starbucks nữa. Thế đã chưa? Đi ăn về xong mà còn phải mua về cho ổng nữa. Không biết là bây giờ ổng đang ở nhà làm gì nữa đây. Hello. Em về rồi đây. Ồ, có quà
ăn mà mệt lắm luôn á anh. Đi ăn mà mệt. Tại trò với lại nắng nên mệt. Hôm nay chơi lớn giờ mua đi ăn lẩu hai di lao luôn. Còn đây xe đi ăn thử hết người ta review quá trời. Cái này là đồ ăn dưa, còn cái này là đồ ăn trơn của người ta. Trơn của người ta. Ăn trơn gì? Trời ơi, tức dễ sợ luôn á. Các bạn nghĩ sao đi ăn hai di lao đem mà hộp bắp về mà hộp bắp còn có vài cục à. Bậy lên chứ. À, tuyệt vời. Rồi. Ngon lắm các bạn ơi. Thôi để cốc máy này vô tủ lạnh đi. Các bạn ơi, bà Sunny vừa đi vô phòng rồi. Không biết là bà có phát hiện ra là mình có giấu tiền bà không nữa. Nếu mà bà biết được thì chắc là bà phải khóc thét. Cái gì? Ủa thì em mất tiền rồi. Tiền em để đâu mà mất? Hồi nãy em nói em để trong cái tủ đó mà. Sáng ngày anh ở nhà có ai vô nhà đâu mà mất tiền bà. Thì không biết là vô coi đi, mất tiền rồi. Không không còn tờ nào hết. Không còn tờ nào hết. Cái gì nha, em nhớ là em để ở đây. Tiền em để đâu? Em nhớ là em để đây hay là để bên đây gì đó. Nhưng mà bây giờ em không thấy nữa. Tiền để đâu mà không nhớ là sao? Trời ơi, 10 triệu mà làm như cái gì vậy? Gấu ơi, mất tiền rồi kìa, mày mất tiền rồi kìa. Làm gì em bà, mất tiền mà khóc. Ủa, mất tiền không khóc, chứ mất cái tiền không? Hồi nãy lúc đi ăn á, có đem theo tiền không? Không, hồi nãy anh đưa cho em xong rồi em bỏ trong tủ mà, em bỏ trong tủ này nè. Gấu, nãy giờ gấu có thấy ai vô phòng mình không? Ra cờ sau lưng nhà vua đó. Em muốn kiếm lại tiền của em không? Đi theo anh. Hình như là anh nhớ là có một người đột nhập vô phòng của mình. Giấu tiền của em. Đi theo anh, để anh cho em coi. Đi 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 đi. Giờ em muốn lấy lại tiền á, em phải nghe lời anh. Em phải làm theo những gì anh nói thì em mới có thể lấy lại tiền. Để anh sẽ chỉ cho em chỗ mà người ta đã giấu tiền của em. Người ta giấu cho anh biết. Hả? Người ta giấu xong người ta nói cho anh nên anh biết. Đây, bây giờ em sẽ tiến lại cái tủ này. Hồi nãy có thằng kia đột nhập vô nhà mình, nó giấu má, nó mất dạy lắm. Lúc đó anh ngủ á. Đây. Hồi nãy anh nằm mơ anh thấy một hiện tượng lạ. Đó là có một thằng nó giấu tiền em ở trong cục đá này. Trời. Đúng rồi, thằng đó nó gian manh xa thội lắm. Bây giờ em phải làm sao cho tan cái cục đá này em mới lấy được tiền. Chúng thôi là em bị mất 10 triệu đó. Bây giờ làm sao để tan cái cục đá này? Cứng ngắc luôn à. Rõ rồi, á. Trời ơi, đá cứng quá. Không, anh không có giấu. Chỉ có anh mới giấu tiền, em không có thằng nào dám giấu đó. Bây giờ em muốn lấy tiền thì em làm sao tan cái cục đá này đi. Em lấy búa em đập. Lấy búa đập được không? Cái búa đâu? Búa đâu? Lấy dao không được đâu. Anh nhớ là như nhà mình có cây búa bự lắm. Đây cái búa này nè. Đâu thử xài cây búa này coi. Thiệt á, là mình biết đứa này hồi băm dầm nó ra như cục đá này vậy. Ủa em định làm đá bào nữa, em bào bào nó gì à? Lấy cục đá ra, lấy cục đá ra. Cái gì vậy? Sao em bỏ xuống đất? Em đập cho nó bể. Ôi, coi chừng đứt tay nha. One eternity later. Nó không có ra sao? Thì đập từ từ nó bể rồi à. Chứ giờ em muốn lấy lại tiền. Anh thấy thằng đó nó giấu trong đây nè. Không hay nữa. Bỏ không làm hả? Ui, đi đâu vậy? Trời
Trời ơi các bạn ơi, bà Cindy bả giận rồi. Bả bỏ vô phòng nằm luôn rồi. Trời, giờ làm sao ta? Làm sao cho bà Cindy hết giận? Thôi kệ, mình cứ để cái cục đá này tiếp tục cho nó ở ngoài đây cho nó tan ra. Tan ra một hồi á thì mình sẽ lấy luôn cái cục tiền bả, tại vì bả không lấy mà. À, chắc là bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Thôi chắc mình giờ mình sẽ ngồi chơi game. Kệ mặt bả đi. Bả giận kệ bả. Few moments later. Yeah boy. Cuối cùng mình cũng lấy được. Ủa mà sao mùi chữ của mình mà nó chậm quá ta? Mà rồi sao lên đây cái này cũng còn trả tiền đâu. What you say?